sau khi mua sắm mệt mỏi thì bây giờ chúng sẽ hướng dẫn các bạn cơm nấm. Bây giờ là cái thao tác mình sẽ ăn cơm nấm nhé. Đầu tiên là mình phải lột từ trên xuống dưới theo hướng số 1. Tiếp theo là mình sẽ lấy theo số 2. Đây chính là cách làm rất là tiện lợi và thông minh của người Nhật. Và tiếp theo chúng ta là số 3. Còn lại là đẹp. Quá, quá nhà không đẹp luôn. Làm như vậy thì cái rong biển nó sẽ bị nó cứng và nó không có bị mềm nhũn. Bây giờ ăn nhé. Rất là ngon. Cảm ơn là thịt. Tiện lợi ha. Quá tiện lợi. Chỉ có giá là 58.000, 10.000. Đây thì rẻ hơn Comini rất là nhiều. Rất là ngon.